Vâng, thì sửa gỗ đồng kỵ ra rẻ chúng em xin kính chào quý khách Và hiện tại thì em đang có mặt tại nhà khách hàng Đã đặt bên cơ sở nhà em là một chiếc kệ tivi sừng châu, Chất liệu gỗ là gỗ hương đá với kích thước của nó là chiều dài là 24 Chiều rộng là 45 và chiều cao của nó thì là 76 Và là hàng 100% là gỗ hương đá bên cơ sở nhà em hoàn thiện và lựa chọn kỹ càng để bàn giao cho khách đây chính là cái bộ sản phẩm bên cơ sở nhà em đã hoàn thiện qua là 5 lượt lót và một lượt bêu mà chống xước mọi người hãy thể thấy rất là chắc chắn đúng không ạ đấy nhảy lên thoải mái không cần phải lo suy nghĩ vấn đề gì đó hàng đẳng cấp chất lượng cao và khi mua sản phẩm bên cơ sở nhà em sẽ được bảo hành là 35 mối mọt công vinh giao hàng miễn phí 50 km trên toàn quốc khi mọi người mua cái mẫu kệ tivi như thế này thì quay trở lại với cái mẫu kệ này thì nó là được bên cơ sở nhà em đục là đục tư quý vân gỗ tuyển chọn đây mọi người nhìn vân gỗ rất là dày dặn mọi người nhé vân gỗ rất là dày chặn dày dặn luôn hàng anh em đục là đục tư quý tùng cúc trúc mai đây, gỗ hương đá rất là dày dặn mọi người ạ đó đục tư quý tùng cúc trúc mai à, trẻ con nhảy lên đây vui chơi thoải mái luôn mọi người ạ À, cực kỳ là dày dặn mọi người nhé và nếu như khi xem video này của em thấy he thì đừng quên để lại cho em một lượt like và một lượt đăng ký kênh em cảm ơn mọi người rất là nhiều đây thì hiện tại em đang quay trực tiếp tại nhà của khách hàng đấy rất chắc chắn mọi người nhé đó thì kết thúc video tại đây thì em xin chào hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video lần sau xin chào hẹn gặp lại tất cả mọi người